Gamer đây, xin chào các bạn. Rồi hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Yandere Simulator 1980. Nhưng mà hiện tại là mình đang ở tầng thứ 6 và hình không còn thời gian nữa. Cho nên là mình sẽ chuẩn bị cái này xong cái đó. Rồi chúng ta mới giải thích chứ. Đây, đầu tiên là mình sẽ đổ nước ở chỗ này. Rồi ok. Tiếp đến là... Đây, bỏ cái túi ra. Cái túi đâu? Ổ điện, cái ổ điện này á là mình lấy ở trong phòng nghe nhìn nhá. Rồi cái tu vít là mình lấy ở trong cái phòng rồi. Rồi hiện tại là ok, chúng ta đã chuẩn bị xong rồi. Cái tu vít thì chúng ta lấy ở trong cái phòng workshop, còn cái ổ điện là lấy ở trong cái phòng nghe nhìn. À, bây giờ mình đã chuẩn bị được một cái bẫy rất là đơn giản rồi. Cái này nhìn rất là rõ nhưng mà tại sao không ai nhận ra vậy? Mỗi lần mình đứng trên sân khấu là mất đi âm thanh nhá. Khi mình đi xuống đó, âm thanh lại xuất hiện trở lại. Khá ảo các bạn ơi. Rồi, khăn giấy. Bây giờ đợi khăn giấy trên nhé. Đợi khăn giấy ở đây. Ấy, vậy là giờ cái thứ mà chúng ta đã được cần chuẩn bị đã được chuẩn bị xong hết rồi. Đây, vào cái từ thứ 6 này thì trong cái phòng thể chất sẽ được bày trí một cái sân khấu âm nhạc các bạn ơi. Tôi nghĩ là trong tuần này chắc là có buổi lễ âm nhạc hoặc là một cái... là hội văn hóa chăng? Ấy, và cái con mà đối tượng tình địch lần này của chúng ta là nó sẽ đứng ở trên cái sân khấu này để biểu diễn. Vâng. Ấy, và dẫn cái kế hoạch này đều là do Mama Jan chuẩn bị hồi hôm thứ bảy nha các bạn. Nếu các bạn đọc kỹ thông tin vào ngày thứ bảy trước khi cái tuần mới bắt đầu thì chúng ta sẽ biết được cái gợi ý để mà loại trừ tình địch. Công nhận là Mama Jan rất là thông minh các bạn ơi. Tại sao lại hình nghĩ được những cái trò này rất là hay. Mà chỉ nghĩ đúng một ngày thôi là thực hiện được luôn rồi. Quá là siêu. Vứt cái giỏ ở đâu đó đi. Rồi. Giật quá. Con kia vẫn chưa đến à. Nó là nhân vật chính của buổi lễ này mà nó lại không xuất hiện ở đây là như thế nào đây. Mọi người đã đứng đây xem hết rồi này. Mình sẽ thử bật cái flycam lên để mình xem nhé vậy. Nếu mà mình bay lại đây có mất tiếng không? Ồ, không có mất tiếng vậy cơ. Ê, sân khấu nhìn khá là đẹp. Hiện tại là nhạc vẫn chưa nổi lên. Con kia đi đâu mất tiêu rồi. Vẫn chưa xuất hiện cơ. Cái này mình thấy nó nói chuyện với senpai. Ở đây rồi các bạn ơi. Đây. Từ này là chúng ta có một tình địch là idol các bạn. Mình sẽ ra xem tận mặt nó cho các bạn xem. Đây. Từ này là tình địch của chúng ta là một idol nhá. Này idol gì đây không biết, idol trường học rồi. Không thấy có mặt ở trường trong những tuần trước. Nhưng mà nếu mà làm công việc kiểu bận rộn ấy thì cũng không thể nào mà không xuất hiện cho tới giờ này được. Rồi. Để xem thông tin của nó trong đây nhé các bạn. Đây, tên của nó là Idoru, tức là Idol Yasi. Thêm chữ Yasi nữa. Và con này thì dành hết toàn bộ thời gian cho cái phần biểu diễn của mình à. Giấc mơ là một ngày đó trở thành idol giặt bóp. Chỉ là chiếc vơ thôi chứ vẫn chưa trở thành idol à. Rồi, nhưng mà dù là đối tượng là gì đi chứ nữa thì cũng bị gọi là cái khí do senpai thải ra làm cho gục. Lần trước là có bậy nó là có haki hay là stun đồ gì đó. Để có thể giúp cho những cái đứa nữ chính gọi là thích senpai ngay lập tức. Rồi. Bây giờ là đây là tập giờ hay sao ấy, mình sẽ được xem biểu diễn. Có nhạc rồi. Ôi, thanh niên kia rất tỉnh các bạn ơi. Đây, bộ diện của ta lên ngắm rất tỉnh. Mặt dây còn hơn là cái nút tấm thớt nữa. Trước khi mà mình làm cái gì đó thì mình sẽ gọi là quan sát cái đối tượng nhá. Và nhưng mà giọng hát hay thật chứ. Giọng hát rất hay. Mình có thể lên đất coi trực tiếp được. Ủa
lên xem trực tiếp luôn các bạn ơi. Mình mặc còn dày hơn nãy luôn. Rồi, không biết là bài này bài gì mà khá là hay các bạn ơi. Ờ đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Ngắm một chút nhé. Tình địch lần này khá là đơn giản các bạn ơi. Rồi chắc là mình không còn thời gian nữa đâu. Mình không còn thời gian nữa cho nên là mình làm nhanh lên nhé. Vậy như nhạc đang bị giảm xuống rồi. À... bị rất là lát các bạn ơi. Cái đứa trên đây có đi không? Cút đi hết đi. Mấy đứa này đang diễn tập á, vẫn đi các bạn ơi. Mỹ lực của Mama Yan khá là xịn, đuổi một phát là đi hết. Cái quỷ này ở đâu ra vậy? Cút. Mọi người tốc độ rất là nhanh các bạn. Và cái thằng kia nữa nhá, không được vào trong đây nhá. Đi hết chưa? Để cái thằng rút con này đi luôn. Ok, xong rồi các bạn ơi. Tạm biệt nhá. Vâng, và cô ấy đã được nhận cái bạn ấy tự hết rồi. Rất là nhanh. Chúng ta không có nhiều thời gian các bạn ơi. Tại vì con này hình như là... ơi khoan đã. Con này nó chỉ diễn tập vào giờ này thôi. Rồi chúng ta phải làm liền. Ok, xong rồi. Rồi. Sân khấu đã bị mất đi giọng hát của em ấy. Rất là vắng, không còn nghe thấy cái gì nữa cả. Xong rồi. Rất là đơn giản các bạn. Cho ở trên sân khấu cũng được. Ok, vậy là bây giờ chúng ta đã giải quyết xong con này rất là đơn giản các bạn. Mình thấy cái con mà lần trước Risco còn khó hơn là con này nữa. Con này nó mà đọc tên của nó là ai vậy? Con ai rất là đơn giản. Mà có cần dẹp thị trường hay là cái gì không? Cần dọn dẹp cái gì không? Quay, quay đã. Cái này hư rồi đúng không? Mình đứng trên đó mới có bị làm sao hay không? Ờ, ơi dẫn con điện. Ok, xong rồi các bạn ơi. Những cái mà nó liên quan đến điện thì rất đơn giản. Nhẹ tựa như lông hông luôn, không biết cái chuyện gì đang xảy ra. Nãy giờ vẫn còn đứng hát trên đó được, nhưng mà tại sao lại tự nhiên như vậy? Khá là tê dại. Rồi mà lần này kết thúc quá đơn giản, cho nên là nó không có gì màu mè các bạn. Mình sẽ cố làm thêm cái trò gì đó nữa nhá. Chẳng hạn như là... đây, đợi mình đổi cái thằng này đi rồi. À, đi nói chuyện với lại cái con này đi. Mình sẽ tự làm cái gì đó mà trước cho mình chưa làm. Chẳng hạn như là nếu mà mình dùng cái... đúng rồi. Chứ giờ mình vẫn chưa dùng cái ống cống với này các bạn ơi. Mà cái ống cống với này chúng ta phải có một cái đồ để cậy nó lên ở trong phòng giáo viên. Rất là khó để lấy được. Giờ mình sẽ tìm cách để đến phòng giáo viên lấy cái đó nha. Rồi bây giờ chỉ cần dụ giờ cái cô giáo trong đây ra nữa thôi được đúng không? Ok, ra đi, ra đi. Đúng rồi, đi đường đó đi. Ok. Rồi, chúng ta đã dán được cái này vào trong. Tuyệt vời. Mặc dù là đợi thêm 10 phút nữa là giáo viên vào lớp hết rồi, mình có thể lấy cái này dễ hơn. Muốn thử cái cho này xem được không.
Nụ cười rất là thần thánh, các bạn có thể dụ được tất cả mọi người ra bên ngoài và tìm kiếm được cái nụ cười gọi là quyến rũ đó. Thành nào đấy, tại sao lại đi qua hôm nay làm gì? Cứ thế đi. Ok, chắc là được rồi. Rồi xong. Mình nghe nói là chúng ta cần phải hủy hết mọi thứ mà chúng ta sử dụng nếu mà không đeo găng tay vào, nhưng mà mình thấy cái đó hơi quá, bởi vì nếu mà cái tuần nào chúng ta thành công ấy thì hầu như là cảnh sát không đến luôn, và mình nghĩ là chắc là nếu mà đã không đến thì làm sao thể điều tra được. Không đến là làm gì biết được, và qua cái tuần khác là coi như là bó tay rồi. Mọi người vẫn coi ở đây, mình có thể làm được cái trò chứ. Ôi, sao lại vào đây? À, mấy cái con này quay trở lại rồi. À, gần giờ vào, gần vào giờ học rồi còn gì nữa? Cho khi chúng ta giải quyết được cái kia, cái bị này thì chúng ta cần phải gọi tiếp tục chơi. Thằng này rất là tịnh nha, nó đem thức ăn vào trong đây đủ mọi trò đó. Cái thằng trong cái hội và nấu ăn ở làm mình rất là bực, cho nên là dự bữa nào đó mình phải giải quyết nó mới được. Ôi, thằng nào vào nữa vậy? Đến giờ rồi, mau cút khỏi chỗ đây đi. 8 giờ mất tiêu rồi, mình muốn làm trong cái khoảng thời gian trước 8 giờ cơ. Bởi vì giờ đó là vẫn còn tuổi học sinh ở trong trường, đi lạng vạng trong trường, như vậy nó mới gọi là đem lại cái sự hấp dẫn. Còn nếu mình đợi hết giờ tụi nó vào lớp hết thì còn ý nghĩa gì nữa. Ok. Không thể xem được. Rồi. Ok. Chắc là ổn rồi đấy. Có đứa đang lại đây sao vậy? Chắc là không đâu vậy. Đợi tí. Quay mình được có chưa? À, nó bơ đi cái tiếng cười của mình rồi. Còn một vài đứa ở trong đây mới đâu chứ. À, tập hơi như vậy là ổn ấy. Đợi đến bước cuối cùng mà có đứa nào nhìn thấy mình nó là coi như tôi. Lỡ làm là phải làm hoàn hảo. Rồi, tuyệt vời. Ok, xong. Tạm biệt bạn chứ. Vậy là chúng ta đã gọi là kết thúc được tình địch của cái tầng thứ 6, Aidoruyasi. Đây là một cái tình địch mà mình thấy là có một cái kết rất là đáng thương các bạn ơi. Tự nhiên vừa mới vào trường ngay cái ngày đầu tiên và ngay cái buổi đầu tiên luôn, cũng chưa bắt đầu tiết học gì hết. Lên sân khấu hát thì gọi là rớt xuống địa ngục. Mặc dù là có giọng hát rất là hay nhưng mà cô ấy không được đãi ngộ bất kỳ điều gì cả. Mình cũng chưa biết cái thông tin gì về cô ấy luôn. Rồi. Chính vì vậy mà cho nên là mình đã tị cô ấy xuống nước, gọi là đặc biệt hơn những cái người khác. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này nhé. Nếu mà thích video này, hãy cho mình like, đăng ký để các bạn mới. Đừng quên lúc cái chuông để nhận được những học bổng mới nhất từ mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.